Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Trung Nguyễn Thành. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người là cái cách sinh sản cá ông tiên. Đây là cái hồ mình tận dụng để nuôi cá ông tiên sinh sản. Đối với cái dòng cá ông tiên này thì mình cho sinh sản phải có giá thể. Đây là giá thể mình sử dụng là một miếng gạch dựng đứng, tại vì cá ông tiên sinh sản thì nó có cái tập tính là đẻ trứng dính, và những giá thể như thế này. Đây cái tận dụng những cái hồ để ngoài sau hè đi, cho nó ít người qua lại thì nó dễ sinh sản hơn. Cái này là nước mình mới bơm vô hôm qua nên nó hơi đục, mình lọc một đêm nước sẽ trong, sau đó mình sẽ tắt lọc. Nuôi cái dòng này thì không cần xài máy lọc luôn, tạo cái môi trường tự nhiên cho nó là được rồi. Đây toàn bộ là đồ chế không, máy lọc thì cũng máy lọc cũ tận dụng lại. Trong đây mình có thả một ít lá bàng bạn, cho pH nước nó sẽ giảm xuống. Đây vật liệu lọc rất là đơn giản. Bây giờ mình thả một ít bèo vô cho giống tự nhiên nha. Đây là bèo Nhật. Bèo Nhật này trồng rất là dễ. Rễ nó ra dài, nhìn rất là đẹp. Đây mình có làm một chậu cây thủy sinh đây, thả vào. Cái này do ngoài trời nên buổi trưa nắng nhiều nên mình phải che lại bớt, nếu không thì rêu xanh nó sẽ mọc nhiều lắm. Đây là hai con cá bố mẹ. Đây một con cá đây. Đây là cá trống. Cái dòng cá này mình cũng mới sưu tầm thôi. Đây mình thả ra cho mọi người coi nha. Cá trống này mình mua lại của ông anh. Ấy da, chết bà. Cũng may là lọt vô cái thùng nước, không thôi là tiêu con cá rồi. Do một tay quay một tay bắt cá thì nó không có được. Đây còn lại là con cá mái. Cá mái này của ông anh ở dưới Mỹ An ổng tặng lại. Khi nào nếu mà để thành công dòng này thì mình sẽ chia cho anh một ít để anh nuôi. Anh này nuôi cá rất là khéo. Này cá mái. Đối với dòng cá thường thì mình đã sinh sản được rồi. Còn đối với dòng này thì mình mới nuôi thử thôi. Mong rằng khoảng một tháng nữa nó sẽ sinh sản. Dòng này người ta gọi là Manakabu. Nuôi trong mấy cái hồ cá dĩa với hồ thủy sinh rất là đẹp. Mới ra hồ mới nên nó chưa quen.
cái sọc nó bị lợt. Anh em nào có kiến thức về cá ông tiên có thể chia sẻ với cái phần nhận xét của mình. Đối với dòng cá này mình cũng chưa có gành lắm, nhưng đối với dòng ông tiên thường anh em cứ xem cái cách bố trí của mình như thế này để có thể là đẻ được, rất là dễ. Lọc thì không cần phải chạy xuyên suốt. Thức ăn có thể là cho ăn thức ăn viên hoặc trùng chỉ là tốt rồi. Đây là cái quặng để trùng chỉ. Mỗi ngày mình cho ăn một ít thôi, không nên cho ăn quá dư. Mới thả vô nó hơi nhát nên nó bu lại gốc. Tầm một ngày nếu mà nó dạng thì nó sẽ lội tung tăng ra. Do nước này là nước mới nên mình sẽ chăm một ít vi khuẩn hoạt hợp vào. Hàng ngày mình cứ cho ăn trùng chỉ thức ăn và chờ đợi thôi. Khi nào có tin vui thì mình sẽ làm một cái clip khác để cho mọi người xem. Anh em có xem clip thì nhớ đăng ký kênh của mình để có thể mình quay nhiều loài cá sinh sản cho mọi người xem và chia sẻ kinh nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.